Một bản xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc xe 7 chỗ bản full cao cấp nhất Muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn Chiếc xe này làm bánh với quãng đường là hơn 90.000 km Hyundai Santa Fe 2.4 2 cầu Sản xuất năm 2018 Bản full có trang bị cho anh chị và các bạn như là Cửa sổ trời toàn cảnh, sửa đèn, xây ghế Điều hòa 3 vùng riêng biệt Ghế chỉnh điện 8 hướng và có trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ an toàn hỗ trợ người lái đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng Bảo Châu ô tô số 388 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để mình có thể xem xe và trải nghiệm lái thử xe đơn vị bán ra thì có cam kết đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đông bụng không thủy kích nguồn gốc của chiếc xe cũng như là xuất xứ rõ ràng giấy tờ đầy đủ có thể sang tên hợp pháp tất cả những đường nét chi tiết về phần sơn si, ngoại thất, hệ thống bóng đèn của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ hoàn hảo cao. Chất lượng nốt của chiếc xe với một dàn nốt còn rất là mới, dày dặn. Mâm thì trang bị mâm 5 chấu, hộp kim kép. Những đường nét của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ chất. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn chỉ cần chuẩn bị trước cho em khoảng 250 triệu là mình có thể nhận xe về rồi đây là những đường nét chi tiết về hệ thống đuôi xe những đường nét về những đường gân góc cạnh hay là những cái phần mép lối mép cản của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ đẹp đuôi xe nó có sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những tính năng an toàn như hệ thống cảm biến cam lùi và với cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ đây là những đường nét chi tiết về hệ thống khoang cốp chứa đồ từ những đường nét về keo chỉ đinh tán hay là những phần ghế ngồi của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao anh chủ đi anh đi khá là giữ gìn à, lịch sử rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể check test kiểm tra Và cửa hàng thì luôn khuyên khách hàng hãy qua một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm cho khách hàng đây là những hiện trạng thực tế của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy. Đây là những cái phần như là hệ thống chỗ để những cái vật dụng. Kích lốp tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ. Nốp sơ cua của chiếc xe này thì nó nằm ở dưới gầm. Đấy, bộ thảm trải sàn bác chủ nâng cấp đầy đủ rồi. Mình mua về sẽ không phải trang bị thêm gì nữa. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện. Với những tính năng tiện nghi option, cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng À, dưới 690 triệu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ bản full đầy đủ tính năng tiện nghi option Đấy, trong video thì em sẽ quay hiện trạng thực tế còn uh, những tính năng option uh, cao cấp hơn nữa thì em mời anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng để mình có thể trải nghiệm thực tế với phần cánh cửa thì nó sẽ có trang bị những cái phần như là hệ thống Tably ly rèm che lắng hai bên cánh cửa hàng ghế thứ hai Đấy, những điểm để anh chị bạn có thể đánh giá độ hao mòn từ những phần Tably ly rồi là những cái phần hệ thống ốc bản lề tất cả những cái chi tiết để có thể đánh giá được là xe có bị đâm va hay thay thế sửa chữa thì không xe có trang bị cửa gió điều hòa ở hai bên cánh cửa của hàng ghế thứ hai anh chị nhé Đấy, em sẽ bật đèn lên để anh chị bạn có thể tiện theo dõi những cái chi tiết mấu nối của chiếc xe để có thể đánh giá tổng quát nhất giúp anh chị ở xa sẽ tiết kiệm được thời gian mình sẽ lốt lại những cái đơn vị nào có những chiếc xe mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm để mình có thể tiện một ngày mình đi xem hết các đơn vị đó à, xe thì có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh với bản full này thì nó sẽ trang bị đầy đủ hơn ngoài ra thì Santa Fe nó sẽ còn một phiên bản tùy chọn về máy dầu nữa để anh chị và các bạn có thể lựa chọn với bản máy xăng này thì nó sẽ phù hợp hơn với những anh chị và các bạn di chuyển trong phố vì nó cũng sẽ đỡ mùi hơn bản máy dầu máy rất là khỏe nhưng bù lại thì nó sẽ bị có cái mùi dầu nó bốc ra thì hơi hôi nó tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người và cái sở thích của mỗi người mình có thể lựa chọn chiếc xe sao nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình đấy là những cái chia sẻ để anh chị và các bạn có thể đưa ra những cái cân nhắc lựa chọn về chiếc xe mình xem anh chị và các bạn mà lăn tăn vấn đề gì thì cũng có thể kết bạn Zalo em sẽ trao đổi và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn giúp cho anh chị và các bạn có thể hiểu sâu hơn về những chiếc xe cũ đã qua sử dụng và cũng như là có kiến thức để tránh được những cái phải xe tai nạn ngập nước hệ thống vô lăng của chiếc xe thích hợp các phím điều chỉnh chức năng có set cruise hệ thống tăng chỉnh âm lượng rồi là đàm thoại rảnh tay lết chuyển bài để lộ start top rồi là các chế độ làm mát ghế ghế lái sấy ghế ghế lái và ghế phụ phanh tay điện tử Auto Hold được trang bị đầy đủ anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống khối động cơ của chiếc xe này. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng khối động cơ là máy 2.4, máy xăng, hai cầu cho anh chị và các bạn có thể vận hành các cung đường khó như là đường công trình hay là đường đồi đèo núi một cách dễ dàng. Chất lượng chi tiết của chiếc xe nó có như thế nào thì anh chị bạn có thể nhìn qua clip của em có thể dự đoán được 80 đến 90% rồi. Và với chiếc xe Hyundai Santa Fe 2 cầu, sản xuất năm 2018 bản full hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn. Mức giá dưới 690 triệu. Xe vẫn còn giảm và thương lượng, có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Với anh chị và các bạn trả góp cần chuẩn bị trước khoảng 250 triệu. Với tính ra cái mức lãi của chiếc xe thì em áng khoảng là 600 khoảng hết khoảng tầm 600 đến 700 000 một tháng. Số tiền gốc hàng tháng phải trả là khoảng rơi vào khoảng hơn 8 triệu. Đấy, còn chi tiết rõ ràng hơn thì các bác cứ kết bạn Zalo em sẽ gửi bảng kê rõ ràng để các bác có thể tiện theo dõi. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.